Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ Liên xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài BYN. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phòng ghi hình, chúng tôi có ban phát hành vé số của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đến đây có buổi hội thoại và có đôi lời tâm tình gửi đến quý vị, cùng lời mời gọi quý vị để mà ủng hộ vé số để xây lại cái chánh điện tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trước hết thì Từ Liên xin gửi lời cảm tạ chân thành đến đài BYN đã cho chúng tôi ban phát hành vé số của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đến đây để trực tiếp tâm tình và mời gọi đến quý vị. Và kính thưa quý vị, ban phát hành vé số tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam là những Phật tử của chùa đã gắn bó với chùa rất là lâu năm. Tí nữa quý vị sẽ thấy là Từ Liên sẽ giới thiệu cho quý vị một trong cái phòng ghi hình hôm nay đại diện chỉ có một vài vị ở trong cái ban phát hành vé số. Tuy nhiên còn rất là nhiều anh chị ở phía ngoài cũng vận động phát hành vé số rất là nhiều. Và nhân đây thì Từ Liên xin giới thiệu cho quý vị chú Nguyên Hiển, Hoàng Ngọc Ấn, chị Nguyên Hảo, Bùi Kim Tuyến và con Nguyên Hoa Từ Liên. Dạ, trước hết con xin mời chú. Dạ. Tôi là Hoàng Ngọc Ấn. Trước tiên xin chào mừng và xin cảm ơn Quốc Bình và toàn thể đài BYN đã cho chúng tôi mượn cái chương trình này để kêu gọi tất cả các Phật tử. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, hôm nay anh em chúng tôi trong ban vận động vé số cũng như tiệc chay của chùa để xây dựng cái chánh điện mới. Kính thưa quý vị, cách đây 25 năm chúng tôi đã được cái duyên lành gặp được Hòa Thượng Viện Chủ là người đức độ trí tuệ đã hướng dẫn chúng tôi và xây dựng được ngôi Tam Bảo là Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Nhờ sự hướng dẫn của Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã mỗi ngày mỗi lớn mạnh qua các chương trình tu học cũng như xây dựng mà tất cả các nơi đều không chỗ nào trên thế giới cũng đều biết đến Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Nhưng cách đây 4 tháng không may, vì trước đó cũng vì bão lụt thành ra cái ngôi chánh điện bị sập. Tất cả các Phật tử hết sức là bàng hoàng, buồn. Nhưng mà trong cái nỗi buồn đó hết sức là may mắn và cũng mừng là không một ai bị tai nạn xảy ra tại ngôi chùa khi bị sập. Nhờ vậy mà tất cả Phật tử cũng đều hoan hỷ và rất nhiều Phật tử khắp bốn phương đã gọi về và thúc đẩy chúng tôi đứng ra để vận động xây lại cái ngôi chánh điện mới. Kính thưa quý vị, trong phương tiện xây dựng hết sức là khó khăn, từ giấy phép cho đến tài chánh. Nhưng hy vọng rằng quý vị sẽ là người Phật tử đem tất cả những cái tâm lòng Bồ Tát ra để giúp đỡ cho chúng tôi xây dựng lại cái ngôi chánh điện mới để chúng ta có cái phương tiện sinh hoạt. Kính thưa quý vị, thì chùa sẽ ngày 8 tháng 3 này tổ chức tiệc chay tại nhà hàng Kim Sơn ở đường Béo Le, và chúng tôi cũng có phát hành một số vé số. Thì kính xin nhờ quý vị Phật tử và thân hữu cũng như đồng hương hải ngoại hỗ trợ cho chúng tôi để sớm hoàn thành được ngôi chánh điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chị Kim Tuyến. Vâng, dạ thưa
Trước hết chúng tôi một lần nữa được cảm ơn đài và xin được thay mặt cho tất cả quý vị trong ban phát hành vé số hôm nay, xin được gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị đồng hương, Phật tử, những khán giả của đài BYN, một năm mới vạn sự an lành, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vừa rồi anh Hoàng Ngọc Oản đã cho chúng ta biết là sẽ có một cái chương trình về vé số. Thì thật sự khi quý vị cũng như chắc quý vị cũng như chúng tôi, ai cũng rất, nhất là những người Phật tử, ai cũng rất là bàng hoàng khi biết chùa Việt Nam, ngôi chánh điện của chùa Việt Nam đã sụp đổ. Tuy nhiên qua cái buồn là chúng ta không có cái ngôi chùa đã xây dựng rất là lâu. Cho đến thưa quý vị, đến hôm nay là đúng là 25 năm. Thì là đó là một cái điều mà chúng tôi buồn. Tuy nhiên trong cái buồn đó nó cũng có những cái điều mà an ủi là không có một cái sự việc gì xảy ra. Vì vậy cho nên rất là nhiều Phật tử đến thăm hỏi. Và đồng thời chính vì lý do đó mà chúng tôi cũng như tất cả các anh, các chị, quý bác đều mong muốn mình đem hết cái nỗ lực. Vì vậy một buổi tiệc chay gây quỹ sẽ được có mặt ở tại nhà hàng Kim Sơn. Thì thưa quý vị, cái vé đó, bán vé về tiệc thì đã hết. Nhờ cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả quý vị Phật tử thì đã hết. Tuy nhiên nếu mà nói rằng chúng ta có cái tiệc chay gây quỹ đó sẽ có đủ số tiền hoặc là số nhiều tiền nhiều để mà lo cho chùa thì cái việc đó nó hơi khó. Vì vậy ban vé, chúng tôi là những người trong cái ban mà phát hành vé số, thì mỗi tấm vé số thưa quý vị 5 đồng và cái lô trúng độc đắc là một cái xe Toyota Corolla. Nhờ những bàn tay của quý vị, nhờ những sự ủng hộ của quý vị, nhiệt tình của quý vị thì chùa sẽ cái đợt đầu tiên sẽ có được một số tiền lớn để mà lo cho ngôi chùa. Vừa rồi trong cái chủ nhật vừa rồi rất nhiều người đến hỏi với chúng tôi và ai họ cũng vui vẻ để mà góp phần cùng mọi người, là một người một tấm vé số, một người 5 tấm, một người 10 tấm. Thì thưa quý vị, đó chính là cái niềm vui mà chúng tôi hy vọng rằng nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì cái ngôi chánh điện sớm được là thành tựu. Và chúng tôi hy vọng trong cái niềm hy vọng của một mùa xuân mới thì hy vọng rằng tất cả mọi người ai cũng góp tay thì chánh điện của chúng ta sẽ rộng hơn, đẹp hơn hay là nhanh hơn đều do tất cả mọi người, không ai có thể quyết định được. Vì vậy thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi là những người ở trong ban vé số rất là mong muốn được mọi người, quý vị có thể nhận ở tại chùa để bán dùm cho chùa, hoặc là quý vị có thể vận động con cái mình để mua những cái tấm vé số này giúp đỡ cho chùa trong cái lúc khó khăn này. Thưa quý vị, không có lúc nào bằng cái lúc khó khăn nhất, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị qua cái việc mua vé số để yểm trợ trực tiếp. Vì mỗi cái tấm vé số này là mỗi viên gạch để mà chúng ta có thể xây dựng chùa Việt Nam trong cái hoàn cảnh mà cần thiết này. Thưa quý vị. Dạ, cảm ơn chị Kim Tuyến, cảm ơn chú Nguyên Hiển. Như quý vị cũng biết, đó là 5 đồng một vé thôi. Vừa rồi thật ra đó, thì cái vé số này chúng ban phát hành vé số là tất cả những Phật tử thương chùa mến đạo, nhất là thương mái chùa Việt Nam, giống như chú Nguyên Hiển đây và chị Nguyên Hảo đây. Là chùa bao nhiêu tuổi là chị với chú là đã gắn bó với chùa bấy nhiêu năm. Đó là những cái người Phật tử mà khi mà thấy cái ngôi chánh điện nơi mà thờ phượng Đức Phật và tất cả Bồ Tát, những cái hình ảnh, những cái tượng Phật rồi đó mà bị sập thì quý vị biết là Phật tử, những cái Phật tử mà đã gắn bó với chùa lâu năm rất là đau lòng lắm. Dạ. Cho nên là đó là một cái động lực thúc đẩy. Thật ra thì chư tăng tại chùa Việt Nam cũng nỗ lực hết sức và Phật tử cũng nỗ lực hết sức, cho nên chúng con mới có một cái ban phát hành vé số và hôm nay trực tiếp đến đây để mà kêu gọi, để mà kêu gọi rộng rãi ra thêm cho đồng hương Phật tử, cho toàn tất cả quý vị đồng hương Phật tử thương chùa mến đạo có thể giúp một bàn tay. Như chị Kim Tuyến nói, một viên gạch là một cái vé số 5 đồng là một viên gạch để xây lên những cái tường, để hình thành một cái ngôi chánh điện. Quý vị biết là vật giá bây giờ nó cũng leo thang, 20 năm về trước thì quý vị cũng biết đó, là một cái căn nhà mình có thể nói là 20-30 ngàn mình cũng có thể mua được một căn nhà, nhưng bây giờ 20-30 ngàn chỉ mua được chiếc xe thôi. Cho nên thì cái chánh điện của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam cũng vậy, vì vật giá leo thang
Cho nên là khi xưa thì cái giá nó rất là rẻ. Bây giờ thì nếu mà xây lại thì cần rất là nhiều tịnh tài. Cũng đó là một cái tâm nguyện, cái ước nguyện của tất cả Phật tử mà đã đặt chân đến Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Cho dù là dự những cái buổi lễ Chủ nhật hay là những cái đạo tràng hay là những cái buổi thọ bát quan trai, tất cả quý bác, quý anh chị em, quý Phật tử tất cả đều mong ước có một cái ngôi chánh điện mới, cho nên tất cả đều nỗ lực, tất cả đều mong ước và tất cả đều gửi gắm ban phát hành vé số đến đây để mà gửi một cái lời thật là chân thành mời quý vị ủng hộ vé số. Hiện giờ thì quý vị có thể liên lạc chị Kim Tuyến hay là chú Ẩn đây. Quý vị cũng biết chú Ẩn rồi, hay là chị Kim Tuyến cũng không xa lạ, hay là sư cô Hạnh Tuệ ở bên Hương Nghiêm cũng giữ một số vé, sư cô Tịnh Hảo cũng giữ một số vé, Từ Liên cũng có giữ một số vé, có rất là nhiều anh chị em cũng vẫn trong cái ban phát hành vé số rất là nhiều, tuy nhiên hôm nay họ không có mặt, hôm nay đại diện chỉ có ba người đây thôi, nhưng mà quý vị có thể liên lạc những cái quý vị mà giữ vé hiện giờ đó, thì quý vị nên ủng hộ một vài vé, hay là có thể nói là quý vị có thể muốn cho bán giúp cho chùa, thì quý vị có thể lấy 10 vé, 20 vé, 30 vé, liên lạc chị Kim Tuyến, liên lạc chú Ẩn, liên lạc sư cô Hạnh Tuệ, sư cô Tịnh Hảo, hay bất cứ mấy anh chị ở trong cái bàn phát hành vé số, thì quý vị cũng có thể mời gọi bạn bè, bà con trong gia đình của mình để cho chúng ta có một cái tịnh tài khiêm tốn về cái việc mà phát hành vé số song song với cái tiệc chay gây quỹ, thì mới có một cái số tịnh tài khiêm tốn để mà khởi hành cái việc xây cất. Chứ nếu không thì cũng lâu lắm quý vị, mà trời mưa trời nắng quý vị cũng biết là Phật tử, đó là cái ước nguyện của Phật tử mà ngày đêm họ cũng mong muốn và có gửi gắm cái lời đó cho đến ban phát hành vé số. Và hôm nay chúng tôi cũng xin gửi lại cái lời kêu gọi, lời mời gọi của quý vị giúp cho chùa 5 đồng một vé. Đó là một cái viên gạch và quý vị có thể, đó là một cái việc làm quý vị hộ trì Tam Bảo, xây lại một cái chánh điện là một cái phước báo vô cùng, vô tận, vô lượng, là chúng ta không có thể nghĩ bàn được. Cho nên đó là kính mong quý vị ủng hộ cho. Vậy mời chú Nguyễn Hiển có một chút gì chú có thể gửi gắm thêm cho đồng hương Phật tử không? Dạ, chú? Xin cảm ơn Từ Liên. Trước nhất cũng xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi đã hỗ trợ cho Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam suốt 25 năm qua. Kính thưa quý vị, trong 25 năm qua, ngôi chùa Việt Nam được thành hình cũng nhờ sự hướng dẫn của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nhờ như vậy mà tất cả những cái tâm linh cũng như cái thiền tâm của Phật tử đi đến, đó là một cái sự xây dựng cho một cái cộng đồng hiền hòa và đoàn kết. Thường thường tôi có Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam có tổ chức các cái khóa an cư kiệt hạ. Thầy luôn luôn đi an cư kiệt hạ để tu học và cũng như để xây dựng hòa hợp tăng, hòa hợp chúng, để chúng ta đoàn kết và xây dựng một cái cộng đồng ở hải ngoại này được tốt đẹp. Đó là cái sự mong muốn của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Ước mong rằng quý vị hỗ trợ cho chúng tôi để được hoàn thành cái tâm niệm mà Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử mười phương mong muốn. Và một lần nữa xin kính chúc quý thính giả, quý đồng hương ở hải ngoại một năm mới an lành, hạnh phúc và được nhiều thắng lợi trên tinh thần đoàn kết. Kính chào quý vị. Cảm ơn chú. Mời chị Kim Tuyến. Vâng, kính thưa quý vị. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Quả thật là như vậy.
Có nhiều người Phật tử đến hỏi chúng tôi là khi nào thì chùa mới thành. Câu trả lời đó chúng tôi xin nhường lại quý vị. Tại vì thật sự chúng tôi cũng chỉ là một thành viên của ban của chùa và cũng thành viên của ban tổ chức trong cái vấn đề mà phát hành vé số hôm nay. Thưa quý vị, rất mong được cái sự hợp tác, cái sự giúp đỡ, cái sự mà ủng hộ của quý vị. Không những chỉ là những người Phật giáo, không những chỉ là người Phật tử tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, và xin được mời gọi với tất cả cái sự ủng hộ của quý vị ở tại thành phố này, không phân biệt là bất cứ tôn giáo nào, chúng tôi cũng mong muốn được sự hỗ trợ của quý vị. Tại vì thưa quý vị, một ngôi chùa, có một ngôi chùa thì mất đi một cái nhà tù, thì chùa Phật Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã có mặt đúng 25 năm ở tại thành phố, đem lại được nhiều cái lợi ích. Và với cái hoàn cảnh khó khăn này thì cũng chỉ có đây là cái lần mà đầu tiên chúng tôi xin được kêu gọi quý vị trong cái vấn đề mà tái thiết Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chùa có đẹp hơn, chùa có rộng hơn, hay là chùa có xây cất nhanh hơn theo cái ý muốn của quý vị Phật tử nói riêng và tất cả cộng đồng ở tại thành phố Houston này nói chung cũng như khắp nơi, thì cái phần đó chúng tôi xin được mời gọi quý vị giúp chúng tôi giang cùng một bàn tay ra. Tất cả những người Việt Nam tại thành phố Houston này khi nghe chúng tôi kêu gọi, chắc chắn quý vị cũng thấy được là rất cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Chỉ cần tất cả mọi người để mỗi người mua cho một tấm vé số thôi, thì tôi nghĩ rằng chùa Việt Nam sẽ sớm có thành tựu một ngôi chùa đẹp, không những chỉ cho người Phật giáo mà cho hãnh diện cho cái người Việt Nam ở tại xứ người. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi vô cùng nghĩa là mong muốn được cái sự hỗ trợ của quý vị. Thì số điện thoại của chúng tôi là 713-446-4094. Nếu quý vị cần vé thì xin được gặp chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng để mà nhờ quý vị giúp đỡ cho. Còn quý vị nào đã có vé số rồi và muốn được cho con, có cháu mình nó hợp bằng cách để mà các em cũng biết bày tỏ được cái vấn đề mà giúp đỡ những cái khó khăn như vậy, thì xin quý vị liên lạc với chúng tôi hoặc là những người trong ban tổ chức. Và sau cùng thì chúng tôi xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, và hy vọng rằng với sự góp mặt của quý vị thì ngôi chùa của chúng ta sẽ cũng sớm có mặt trở lại trong thành phố Houston này. Cảm ơn chị Kim Tuyến. Và Từ Liên xin lặp lại, đó là một cái tấm vé số là 5 đồng. Và khi tất cả các anh chị trong ban phát hành vé số, có quý vị nào cũng có vé số cả. Cho nên quý vị thấy mà họ mời thì cũng mong là quý vị ủng hộ cho. Và cái ngày xổ số đó là vào cái ngày tiệc chay cây quỷ tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, đó là ngày 8 tháng 3 chủ nhật, là bỏ chủ nhật này chủ nhật tuần sau, đó là cái tiệc chay gây quỷ. Và trong cái chương trình của tiệc chay gây quỷ thì là có cái chương trình xổ số, cho nên quý vị mua hôm nay hay mua từ đây cho đến cái ngày hôm đó thì cũng mong là quý vị, chúng tôi cũng có khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà hiện bây giờ đó thì cái số vé bán được thì cũng rất là khiêm nhường, cho nên ban phát hành vé số cũng muốn nỗ lực thêm nhiều hơn nữa, cho nên là mới trực tiếp lên mượn cái làn sóng của quý đại để mà gửi gắm, để mà mời gọi trực tiếp những cái lời mời rất là chân thành và chân tình đến với quý vị Phật tử cũng như quý vị đồng hương ở Houston này đóng góp để giúp đỡ. Giống như chị Kim Tuyến nói, một người mua một vé mà cả Houston này chúng ta mua thì công đức vô lượng, tất cả mọi người đều có công đức cả. Và cái vé số của chúng ta cũng bán rất là nhanh quý vị, cho nên là quý vị nhớ là cái tấm vé số ai cũng có cả. Và cái lô độc đắc đó là cái xe 2015 Toyota Corolla. Chị Kim Tuyến có thêm? Vâng, dạ thưa, chúng tôi cũng xin được báo tin vui, vừa rồi có một cái nốt gửi vô là có một cô ở trên Chicago gọi xuống mua được 150 cái vé số, thì sau cái này thì chúng tôi sẽ gửi là cho lên Chicago. Thì xin được cảm ơn một người Phật tử tại Chicago, và chúng tôi hy vọng rằng ở đây rất là nhiều các anh các chị, xin quý vị giúp cho chúng tôi một lần. Và sau cùng xin được thay mặt tất cả các anh chị ở đây, nhất là những người không có mặt, xin được gửi lời cảm ơn tất cả mọi bác,
quý bác, quý anh chị, những người đã cùng chúng tôi trong cái buổi gây quỹ bằng vé số hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ông giám đốc cũng như quý vị nhân viên của đài BYN đã cho chúng tôi mượn cái chương trình này để đến với quý Phật tử. Dạ, xin cảm ơn.